học hỏi kiến thức marketing online, hoàn thiện hành trang cho quá trình khởi nghiệp của bạn. Đăng ký ngay channel YouTube Trần Thịnh Lâm. Link đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Khai thác 40 đường bay chỉ sau một năm, Bamboo Airways của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết được báo Nhật ca ngợi là bước phát triển thần kỳ trong ngành hàng không. Nikkei đánh giá việc đưa vào khai thác 40 đường bay chỉ sau một năm đi vào hoạt động là một bước phát triển vô cùng thần kỳ trong ngành hàng không. Nikkei nhắc lại, sau cột mốc chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1 năm 2019, Bamboo Airways chính thức trở thành hãng hàng không thứ 5 tại Việt Nam, đặt sứ mệnh kết nối những miền đất du lịch trên dải đất hình chữ S, nâng tầm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Trong đó, Bamboo Airways đặc biệt kết nối khách hàng tới những khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam của tập đoàn FLC thông qua những gói combo vé máy bay, nghỉ dưỡng với mức giá hợp lý. Bamboo Airways cũng định hướng trở thành hãng hàng không dịch vụ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam có khoang hạng nhất và tiến đến vị trí dẫn đầu trong hàng không châu Á ở chặng đường sắp tới, tờ Nhật báo cho biết. Trả lời phỏng vấn Nikkei, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, hãng đang phấn đấu trở thành hãng hàng không đầu tiên ở Việt Nam mở đường bay thẳng đến Mỹ trong thời gian sắp tới. Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Bamboo Airways cũng thông tin với báo chí rằng hãng đang nghiên cứu và xem xét một số mẫu máy bay thân rộng hiệu suất tốt nhất để chuẩn bị cho việc khai thác tuyến bay này. Trước khi những chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên được Boeing bàn giao cho Bamboo Airways trong quý 4 năm 2020, Bamboo Airways sẽ tiến hành thuê mẫu máy bay này ngay trong năm 2019 để phục vụ hoạt động, ông cho hay. Trao đổi với Nikkei, ông Trịnh Văn Quyết nói, đến cuối năm 2019, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở 40 đường bay nội địa và quốc tế. Hãng cũng đang tích cực chuẩn hóa đội bay với việc tăng số lượng tàu bay lên trên 30 chiếc đến năm 2020. Trước đó, hãng đã đăng ký mở rộng số lượng tàu với con số lớn hơn nhưng vướng phải những chế tài về quản lý bay, Nikkei cho biết. Nikkei đánh giá thêm việc đưa vào khai thác 40 đường bay chỉ sau một năm đi vào hoạt động là một bước phát triển vô cùng thần kỳ trong ngành hàng không. Việc tích lũy những thành tựu vững chắc ngay từ những bước đầu là một yếu tố vô cùng quan trọng để làm nên thành công của Bamboo Airways, Nikkei kết luận. Từ trí thức trẻ, Cà phê Biz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.